Video Online chào các bạn. Như video trước mình nói, mình sẽ quay một số tác phẩm với Video Online thấy đẹp. Thì chiếc ống kính các bạn bây giờ là một tác phẩm cũng rất là to. Rất to đấy các bạn. Về phần gốc ấy, to lắm các bạn ơi. Đây bàn tay Video Online để một xíu này. Xem này của ai nào. À, cái này của Đinh Văn Hà các bạn nhé. Đấy, Đinh Văn Hà. Thì cũng như tác phẩm khác, Video Online sẽ đưa một vòng về phần bệ này. Về chân bệ trước cho các bạn. Đấy, về chân bệ lại. Mặt bên kia đẹp hơn mặt này bạn ạ. Mặt bên kia đẹp hơn. Còn về phần thân đây. Đấy, tay 1 này. Ở đây nhiều cây vậy mà không mang lên. Tay 2 này. Tổng bóng đây các bạn này. Nói chung ở đây rất là nhiều tác phẩm đẹp nên là Video Online quay cũng nhanh hơn các video trước một chút. Đây các bạn ơi, các bạn ơi. Mình chia sẻ cái tác phẩm mà mình rất thích đây nữa nha. Của em Công. Đặng Công. Vườn cảnh non nước các bạn ạ. Về thân ấy thì nó cũng rất là u biếu các bạn ạ. Rất là u biếu. Uyển chuyển, có uyển chuyển. Về những nhát cắt về tay cành. Có những nhát cắt giật tay cành đầy đủ các bạn ạ. Còn thiếu mỗi 1-2 bông chỗ này thôi. Là em Công đang làm nốt. Là gần như là kỹ để đi chơi. Đây gặp các bạn một tác phẩm xanh mai bò nữa. Xanh mai bò xem của ai nào. Của Nguyễn Văn Thạo. Số điện thoại đây các bạn này. Đây thân bệ đây. Chờ chút lấy nét cho anh em nhìn thân bệ. Đinh Văn Toàn đấy, đấy cổ Đinh Văn Toàn. Cổ Đinh Văn Toàn đấy. À. Đây nha, hôm nay mình chia sẻ kỹ. Có hai con trực nhưng mình chia sẻ một con rất thích, mình rất thích con này. Đó, của Vũ Đức Cường hay còn gọi là Cường Trọc. Đây các bạn này, mình thích con này hơn thì mình quay thôi. Còn chia sẻ tổng thể mình đã chia sẻ các bạn rồi. Còn cái video này như con Sai nói là mình chia sẻ những cái sở thích của mình. Mời các bạn ngắm cùng mình một chút. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Rất là đẹp quá ạ. Về thân này. Thần nó u biếu hết lên. Trời ơi, thần nó mèo. Đỗ lùn này, 1 gang, 2 gang, 3 gang, khoảng 70cm từ chân lên. Bạn nha. Đây, tác phẩm này Video Online cũng rất thích luôn các bạn ạ. Rất thích. Cây xanh của anh Thành Cà Phê. Số điện thoại đây các bạn ạ. Đấy, lá non này anh đã cắt gì anh Thành ơi? Cứ kệ nó đi. Rồi lần này ý tăng đi nhá. Hàng bé hàng bưng tay mà. Cao đến đo luôn đấy. Đấy, lại nổ cây nào rồi. Nổ liên tục. À, chia sẻ các bạn tí. Tối hôm qua anh Thành Quế có bán 2 cây ở đây. Mình sẽ ra mình quay 2 tác phẩm mà hôm qua mình chia sẻ lên Facebook đây. Cho các bạn ngắm nhá. Đâu anh? À, đây. Tối qua anh. Giao dịch tối qua đấy. À, giao dịch tối qua đây. Đây các bạn ơi. Hôm qua anh Thành Cà Phê ăn nổ ngày đầu tiên. Tiếng nổ ngày đầu tiên. Đấy. Anh Thành Quế ở Diên Ninh rất có duyên với ở trên này. Lên một cái là nổ bùm bùm luôn. Anh ơi, hôm qua anh bán 2 cây đầu rồi ạ. Đấy, hôm qua là cái ảnh của anh Giao họa sĩ chia sẻ là mình lấy lại. À, em Chiến chia sẻ. Mình lấy lại 2 cái ảnh đấy mình chia sẻ với các bạn. Là 2 cái này hôm qua là anh Thành Cà Phê
bán cho anh Thành Vàng ở Ninh Bình. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn kỹ tác phẩm này nhá. Và bên cạnh nữa đây, cái tác phẩm này ở đây. Tác phẩm này mình thích hơn các bạn ạ, mình thích tác phẩm này hơn. Tác phẩm này lần trước mình xuống nhà anh Thành Quế mình cũng có quay rồi. Tác phẩm này mình cũng rất thích, một cái mình không có tiền, cho nên là phải chỉ biết nhìn thôi, đứng ngắm thôi. Anh Thành à? Không đáng để bỏ tiền. Thôi xin anh, không có tiền thì phải chịu chứ anh. Cây nào mà chả thích, không có tiền phải chịu thôi. À, chia sẻ các bạn đôi trực huyền xanh quê của anh Thành Cà Phê. Đấy, một đôi luôn các bạn ạ. Được trồng vào cái hang đá, bể đá này. Hai xanh quê. Nói chung nói về xanh quê mà nó có cái màu da này nó già lắm đấy các bạn ạ. Vì da nó xanh ngắt mà. Mà đã chuyển sang màu bạc cái này rồi. Già lắm rồi. Rất già. Ôi, anh vừa mang lên thêm hai tác phẩm này nữa này. Hôm trước là chưa thấy. Bé xíu, con này chiêu chiêu thôi. Như con nghê. Đây, tác phẩm con này cũng xanh quê các bạn ạ. Đúng rồi, xanh quê. Có cái sách rất hay này. Đây gọi là hàng sách tay này các bạn. Đây gọi là hàng sách tay đây. Sách đi chơi. Rất đẹp. Anh Thành ơi, cho em ra hỏi tí. Các bạn ạ, video hôm nay chưa hỏi giá cây bao giờ cả. Hôm nay hỏi phát cho nó máu. Con này bao tiền anh Thành? Chuẩn giá luôn, giao lưu cộng đồng mạng. Không nói sai một xu. Đúng như vậy là bán. Đúng như vậy là bán đúng không anh? 10 triệu là có gia lộc. Đúng không ạ? Đấy các bạn nha, video bonsai hôm nay mới hỏi một cây về nhìn rất hay vì em vừa thích cái này anh Thành này, đây gọi là hàng sách tay. Hàng sách tay. Sách đi chơi gì nè anh, đấy vậy mới hay. Chia sẻ các bạn nhá. Thực ra là nói giá ra nó có cái tốt mà cái không tốt. Vì có người mua về họ dấu giá, đúng không ạ? Đấy nên là cũng thông cảm cho tôi video bonsai một tí. Chứ hỏi đơn giản lắm anh nhỉ, hỏi cái anh nói luôn đây. Có dấu đâu. Đấy nhưng mà cái người mua người ta muốn dấu giá các bạn ạ. Nên các bạn thông cảm một chút. Phần này đẹp đấy các bạn. Đây đẹp, xanh quầy, rất là yêu. Giới thiệu các bạn một tác phẩm trực cổ, trực lùn. Tin luôn. Rất lùn. Tại vì nói về chân bệ lên nó chỉ khoảng tầm 40cm. Thân nó to phải 2 gang của video bonsai. Anh người ơi, con này trời xương luôn. Nhá. Độ già, độ tay ngày con gái nhìn giả tới chi rằm. Đây. Con này của anh Thăng, cái này anh Thắng. Chân bệ thì như em đang nằm rất là sượt. Em nằm nhoai chân này em chơi hay nhở. Rất khêu gợi. Rất là khêu gợi. Chia sẻ các bạn trực lùn này xong, mình sang này chia sẻ với các bạn một tác phẩm này nữa. Bám đá các bạn ơi. Xanh bám đá. Về độ chân móng đấy, chân móng quyện vào đá đấy các bạn ạ. Mình nói dùng từ quyện vào đá vì nó quá nhuyễn rồi. Nó quá là nhuyễn là chứ không phải là bám nữa. Bám đá là mới thôi, giờ nó quyện luôn vào đá rồi. Nhuyễn luôn các bạn ạ. Thân này, thân lắc chạy này. Đấy, các bạn nhìn chân móng nó gồ hẳn lên chưa. Đây một cái rễ thả chun xuống này các bạn này. Chun xuống cái này. Tay một. Ui giời, à thần xin lỗi các bạn, thần chạy. Nó hơi tốt tí nên mình không có cái bóng người các bạn. Bóng cây. Đây một tác phẩm cũng to nữa các bạn ạ. Này của anh Dư. Của anh Dư. Trong câu lạc bộ cây cảnh Dục Thi Sơn Ninh Bình. Đây về phần bệ này. Cái này được phối đá vào nhìn rất là ấm. Ấm bệ các bạn ạ. Đấy, một vòng bệ chia sẻ các bạn rồi. Thân ở đây. Có cái rễ hóa đẹp quá các bạn ạ. Rễ biến hóa đẹp chưa? Rễ biến hóa rất đẹp. Đây, mình chia sẻ các bạn mấy tác phẩm ở chậu đá đây.
đang để ở bể đá cổ. Xanh cổ của Phạm Văn Túy. Đây, toàn bể đá hết các bạn ạ. Bể đá hết, xem của ai nào. Là toàn của anh Túy hết. Chắc là khu vực này là của anh hết. À, đây là bộ 3 các bạn ạ. Bộ 3. Hai lòng trầu trực bám đá. Đằng sau có một cây cũng được trồng vào chậu đá rất là đẹp. Xanh cổ. Đây rồi, có một cây bám đá thân nó phè hết ra các bạn này, cũng của anh Túy hết. Đây, chân bám đá, nhìn cái chân bám đá thời gian nó phè nó sướng chưa. Đó. Đây có một con trực hóa này các bạn này. Trực hóa này xong của ai nào. À, của anh Thủy, Phạm Văn Thủy. Bộ bể nó kinh điển các bạn ạ. Trời ơi. Sợ nhờ. Nói chung là đúng là phải có thời gian mới có những cái bể như thế này, nó biến hóa này các bạn này. Đấy, chia sẻ các bạn tí. Chắc các bạn ít biết cây này. Cây này anh cũng ít đi chơi lắm các bạn ạ. Cây này đang để ở vườn cảnh non nước Ninh Bình các bạn nhá. Đang để ở vườn cảnh nước Ninh Bình. Mình sẽ chia sẻ các bạn bóng luôn. Đấy là phần thân bệ. Bóng nhìn góc này cũng đẹp. Cái này chơi tứ diện. Chơi tứ diện luôn. Nhìn tứ diện luôn này. Mặt sau này là không có cái chỗ đất để mình quay, nên đừng quay chéo chéo một chút cho anh em ngắm. Chào anh Mười nha. Chào anh Mười. Dạ. Chào anh Mười với chào bạn tôi. Chúc bạn mang các bạn mang cái nồi chơi không? Không có. Sẽ không có. Tôi ngắm phát đã. Cái tác phẩm rồi xong siêu. Đặt sai được rồi đúng không? Và đẹp nhá. Con này body hơi đẹp đấy. Body hơi đẹp à anh? Body hơi đẹp tức là cái bộ bám đá nó rất là nhuyễn đúng không anh? Nhuyễn. Tên lắm lúc sao ai giỏi hết được anh. Chuyển sang nghệ thuật rồi, những cây này nó cây thật. À. Cây này nó là thứ tiêu nhất. Như một bộ này nhá. Đấy. Song siêu bám đá của anh Đinh Văn Mười các bạn này. Rồi. Chia sẻ các bạn. Cây này kỳ lạ nhất. À. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mà những tác phẩm video sai thấy thích hơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời các bạn về với phường Ninh Khánh, Ninh Bình.